Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 7 tháng 12, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022. Theo đài CRNT của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân nói rằng các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo hai bên sẽ giúp hai nước cùng theo đuổi con đường hiện đại hóa, mang đặc trưng riêng, làm phong phú thêm con đường hiện đại hóa cho các nước đang phát triển và mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Sao China Morning Post cho biết, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm Hà Nội vào tuần trước. Ông Vương và những người đồng cấp Việt Nam đã đồng ý nâng cấp tuyến đường sắt xuyên biên giới và cải thiện kết nối thương mại. Theo S&P, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nhà đầu tư nước ngoài lớn. Nhiều nhà sản xuất quốc tế, bao gồm cả các công ty Trung Quốc, đã chuyển một phần chuỗi cung ứng của họ sang Việt Nam. Đưa tin về chuyến thăm. Tờ Jakarta Post cho biết, đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam đã bùng nổ trong năm nay. Theo số liệu thống kê chính thức của Việt Nam, vốn đầu tư đăng ký từ Trung Quốc và Hồng Kông còn lại đã tăng lên 82 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng đầu năm nay, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế vì đại dịch, khiến họ trở thành những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Nikkei của Nhật Bản cũng đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tờ báo cho biết, trong số các vấn đề được đưa ra thảo luận có dự án đường sắt chở hàng ở miền Bắc Việt Nam thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Theo thông cáo báo chí của Việt Nam và Trung Quốc ngày mùng 7 tháng 12, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đánh giá, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi cuối năm ngoái, lãnh đạo hai nước đã cùng nhau vạch ra kế hoạch phát triển cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương. Từ đầu năm đến nay, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra thường xuyên, trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương duy trì chặt chẽ, Hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Người phát ngôn cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đều là các nước xã hội chủ nghĩa, đều đang thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách phù hợp với tình hình của mỗi nước. Ông nhấn mạnh, tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Ông Uông Văn Bân cho biết trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ thảo luận về việc nâng cấp định vị mới cho quan hệ song phương, tập trung vào 6 lĩnh vực lớn gồm chính trị, an ninh, hợp tác thực chất, nền tảng dư luận, đa phương và các vấn đề trên biển, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Theo người phát ngôn, điều này có lợi cho hai nước cùng nhau đi tốt con đường hiện đại hóa đặc sắc của mỗi nước, cùng làm phong phú thêm con đường hướng tới hiện đại hóa của các nước đang phát triển và mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm chính thức Việt Nam hai lần vào các năm 2015 và 2017. Trước chuyến thăm thứ hai, ông Tập đã tới Việt Nam tham dự hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng. Năm 2015, nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nay là nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 11 năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch, thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 18 tháng 1 năm 1950, ngày 18 tháng 1 năm 2015. Năm 2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tới Đà Nẵng tham dự hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017. Sau khi dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, ông Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã bay chuyên cơ ra Hà Nội thăm cấp nhà nước Việt Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ sau đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện ông được tái bầu làm Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Việc này thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với hai bộ kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về dự án. Để có đủ cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến bằng văn bản về hai vấn đề. Thứ nhất, về đường ranh giới vùng đệm 1, 2 của Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO xác nhận chấp thuận thời điểm nào. Nếu đã được xác nhận chấp thuận thì theo hồ sơ, tài liệu và quy định pháp luật nào. Thứ hai, Bộ Xây dựng nêu rõ ngày 20 tháng 12, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch có văn bản số 507 về góp ý kiến thỏa thuận dự án. Tuy nhiên, nội dung nêu trong văn bản không thể hiện rõ việc bộ đồng ý hay không đồng ý việc xây dựng công trình tại dự án làm cơ sở để ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án theo quy định tại khoản 3, điều 32 Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung tại khoản 13, điều 1 Luật Di sản văn hóa năm 2009. Về phía Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng cũng đề nghị làm rõ việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của cấp nào và nội dung đánh giá báo cáo tác động môi trường đã phù hợp với quy định pháp luật chưa. Trước đó, sau khi có thông tin phản ánh trên báo chí về việc khu đô thị 10B, ngày 6 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital tạm dừng thi công dự án. Khu đô thị 10B có tổng diện tích 31,8 ha, trong đó có 3,88 ha nằm trong vùng đệm của vịnh Hạ Long.